nhõng lên gì vậy ta. Dạ, có cá nha, có cá của chú anh chị mình nè. Cá nó vô nhõng là lên luôn nè. Dạ. Một cặp cá lóc nha. Wow. Ngoài dữ rồi đấy. Lờ nữa. Cái lờ này nổi đầu lên luôn nè. Cá bự vô á. Ha. Cái lờ mà nổi đầu lên cá lóc vô. Cá của chú anh chị buổi sáng nha. Thì sáng nay Dương lại đi thăm, tiếp tục đi thăm lờ nha cô chú anh chị. Thì đi thăm lờ thì Dương sẽ quay lại cái thành quả của Dương cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi giờ Dương sẽ đưa cô chú anh chị mình đi thăm lờ thôi. Để tới cái lờ đầu tiên của Dương này để Dương. Cái này không có con gì ta. Lẽ nào cá lủng ra không? Có đâu. Dạ, cái là đầu tiên thì chết quá rồi đó. Nhỏng lên gì ta. Dạ, có cá nha, có cá của chú anh chị mình nè. Cá nó vô nhỏng lờ lên luôn nè. Đây, đây xem cặp cá lóc này nha. Ngày hôm nay vừa đổ hết nha, cái sạc cái gô cá lóc thì bắt hết nha. Nhiều không? Và ngoài dữ rồi đấy. Con cá lóc này có làm ghê không? Con cá lóc này tung đùng đùng. Mình tưởng nó vô nhiều lắm. Con cá lóc tầm 200g được không tới nha. Này bữa giờ lên dài bữa giờ là ngon á. Tuyệt vời. Ở đây này nước đầy quá lội dưới ngập hết.
này có sạch không? Cây xúc hết rồi. Vô một con cá lóc mà con xúc cây hết vậy đó ha. Trời cũng sáng rồi đó cô chú anh chị ơi. Thì bên dàn này cũng vươn còn mấy cái lờ nữa. Cái lờ này nổi đầu lên luôn nè. Có bụi vô á. Cái lờ mà nổi đầu lên có lắc vô nè. Rồi, tiếp tục thôi cô chú chị mình đây. Mình không nhớ là cái lờ này vừa đặt ở đâu luôn á. Như là mấy con kia hay gì đó. À, đây đây đây. Đặt thằng không nhớ, hôm bữa mình thăm lần rồi luôn á. Ui. Lờ này vô nửa ký cái sặc luôn nha. Nè. Quá trời à. Cái sặc không à. Rồi xin đổ luôn. Hơn nửa ký cái sặc của lò này á. Đổ một cái như này thôi là ăn cả nhà không hết luôn.
À, cái lờ này bữa mình dời đi kìa chứ. Quên nữa. Bữa ai Dương dời cái lờ đó ở chỗ góc đó qua đây à. Mình quên. Thấy vô con cá phi chết rồi đó. Nước nhiều quá, nước ít quá thì không có cá xuống, không có cá. Nước nhiều quá thì cá nó lên ruộng. Nước nhiều như này thì cá nó sẽ đi tàn lao ruộng hết á, nó không có ở dưới giặt cây này đó, cho nên là cũng hơi chua ăn lắm. Có mấy cái ao thì đặt ngon. Giờ cho mé này nè, chỗ đây nè, ở trong mình lấy ra cho nó dễ đi, để mình dịch cái lỗ hoài, dịch cái lỗ hoài thì bọn ác nó sẽ thấy cái lỗ đó cho nên nó sẽ lụm cái lợi của mình luôn. Lợi hôm nay chết quất rồi. Đầy thì cá nó sẽ lên ruộng hết rồi, nó ít ở dưới đây lắm nha. Nhưng mà trường hợp ngoại lệ nó cũng sẽ ở đây. Ô, ngô có sặc này. Dưới này nước trên bụng nhựa dậy bụng mình thấy cơ rồng nè, mà Dương nghe trong cái lời của Dương có cá lóc tung nha. Mà này có gì dài qua bên đây nè, nhưng mà tung sổng sổng bên đây nè, đầu lờ nó ngóc lên luôn nè, xúc cái cây ra luôn, cho cái cây ra luôn kìa. Dạ, dạ, dạ. Đổi ra luôn rồi mày ăn ơi trời. Ôi giời ơi. Con này hôm co lại nó ra luôn. Thằng đét ơi, con lóc chết. Trôi cây cái luôn hàng cũng ra. Tại Dương cốp hai cái lò là vậy nè, cái hôm nó sẽ ra vậy nè, nó tung ngay cái đường này thì nó ra luôn. Cũng ghê à. Thôi thả con đi, bắt không được thì thả đi chứ làm gì vậy. Lời này bữa như vậy. À, như vậy. Như vậy vô mé. Như vậy vô đây. Không biết giờ vô đây có nên cơm nên cháo gì không. Ây da, được con cá lóc. Hai con. Không còn một cá không bự nha.
nãy xảy cá lóc bự lòng ròng nó uổng ghê. Cho mượn con hai con cá sặc làm bổi coi. Dương còn cái lợi ở đây nữa là kết thúc cái buổi thăm lợi buổi sáng hôm nay nha. Lại vô trong nè. Mới đèn sáng chút. Ồ tiếng lửa. Nó bù. Rồi như vậy là qua anh kia xíu đi. Thì buổi sáng thăm lại hôm nay của Dương là kết thúc đây nha. Tí nữa Dương về Dương sẽ đổ cái thành quả ra cho cô chú anh chị mình xem. Thì hôm nay thì không có cá bắt bự nhiều rồi, chỉ có cá sặc nhiều thôi. Thì nếu Dương về Dương đổ ra Dương quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Bye bye cho cô chú anh chị nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ kênh của Dương nha. Cả nhà nha. Để Dương đổ cá ra coi được bao nhiêu cá rồi. Hôm nay cá sặc nhiều. Cá rô cá lóc nữa. Dữ vậy đó. Em muốn ăn cá lóc nè. Có một con nhỏ xảy thành con. Sạc nhiều. Nước nó nhiều quá mẹ, nó nước của hỏng không có nước, cái đồng cái từ nước nó lên quá trời, cái đồng nó tràn lan hết trơn á. Nước nó tràn lan trên cái đầu cá nó đi lên ruộng, nó không ở dưới nữa. Thì hôm nay vừa được có nhiều cá lóc rồi nè, hôm nay cá lóc hết rồi. Thì cá sặc hôm nay vừa đổ cá sặc hết luôn nhiều nha, cá sặc coi chắc nó tầm có 4 kg à. 4-5 kg cá sặc á. À.